gì đấy, đang cày view khổ quá cơ. Gương kia người tử trên tường, thế ta thay đổi được đường như ta. Rồi, tướng gì? Sức kia ấy, bà đẹp nhất trần. Đây, CEO ở chợ sư phạm Thái Nguyên á, muôn phần đẹp hơn bà. Thế nhá, bye. Lại là nó, mới sai tên thợ săn đi khử nó mà. Muốn thật, phải đích thân ra tay thôi. Hola, bao lợi ơi. Bà tao bao nhiêu tiền á? À? Bà vừa bị mấy đứa an ninh ở chợ sinh viên nó đuổi. Đến đây, của tao đã rơi hết mất. Còn mỗi quà này, cháu xinh thế này, bà không lấy tiền đâu. Cháu cảm ơn bà á. À. Sao? Chú Ti, mình thôi Facebook thôi. Thôi, bà đi đây. Mừng bà. Ta là hoàng tử Vasco của phủ Mozambique. Tôi đang học ở Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Tôi thay một voi chết. Em ơi. Làm thế nào? Nếu ngươi muốn cứu cô ta, ngươi phải đọc bài thơ này thật hoàn hảo. Thật hả? Ta sẽ dạy ngươi. Nhưng ngươi rất hay đọc sai dấu. Mà bài thơ này lại rất nhiều dấu. Vì vậy ngươi phải làm theo hướng dẫn của ta. Nếu ngươi đọc các dấu sắc, ngã thì đọc phải cao và ngẩng mặt lên. Nếu ngươi đọc dấu huyền, hỏi, nặng, giọng ngươi phải thấp và cúi xuống. Như thế bài thơ mới được, nghe chưa? Em huyền mang nặng ngã đau, anh ngang sắc thuốc hơi đau thế nào? Em đang ô tô thế này. Ôi trời đẹp trai quá. Em ngon đi với tôi. Em đồng ý. Đi. You are my everything. Picture of someone.